Em đi đâu vậy Ti? Cô em mới cho con cá lóc về nấu canh chua. Mở ra anh coi thử đi. Trời, con này mà nấu canh chua, chắc ông chồng làm gì có lỗi nên bà vợ tống con cá cưng đi quá. Con này ngoài chợ có mấy chục ngàn à, em đổi với anh đi, anh cho em hai con cá với ta luôn. Không, năm con em mới đổi. Rồi, ok, đổi cho em năm con luôn. Em lấy năm con này nha, có đuôi dài, đuôi tưa, đuôi bô. Ok, chốt đơn. Ngon, kẹo thơm, đổi được con Red bằng Calabun. Giờ thì đi xét ốp hồ, chuẩn bị nước để thả con lóc này. Xong rồi thì đổ một ít vi sinh để làm trong nước. Thêm một nắp Zero Shock để giúp cá giảm stress và phục hồi nhanh chóng sau quá trình vận chuyển. Giờ thả em lóc vào hồ, khi nào nó hồi màu mình sẽ quay cho các bạn xem rõ hơn.